Vâng, xin chào tất cả mọi người. Đây là một cái bông vàng kiếm vàng Tây Ninh. Đây là một cái mặt hoa cũ mà em quay lại video trong thời gian năm trước. Còn năm nay thì những cái chậu to này là em đã tách con ra rồi, nên là không còn những cái chậu to nên là nó không nở hoa được. Thì cái cây kiếm vàng Tây Ninh này là một trong những cái cây rất là giống cái cây kiếm Phan Chí. Cái này nó là vàng Tây Ninh, là cũng là một cái cây mà kiếm Củ Chi 2013 mà ngày xưa người ta gọi bị nhầm lẫn. Nhưng bây giờ thì một số nơi vẫn gọi là Củ Chi 2013. Nhưng thực tế thì cái cây này nó là cái cây kiếm vàng Tây Ninh, đã được rất là nhiều người thừa nhận rồi. Và cây này nó có cái bộ thân lá rất là giống cây kiếm Phan Chí. Và cái bộ khuôn hoa nó cũng rất là giống. Cây này cũng dạng cánh bầu rất là to và lưỡi màu hồng, môi hoa màu hồng. Thì cái việc nhìn nhận thì mọi người nên chú ý nhé, để tránh bị nhầm lẫn. Thì đây em giới thiệu qua về cái cây kiếm vàng Tây Ninh thôi. Lúc nào có nở lại thì em sẽ công bố video để mọi người vào phân tích thêm. Cảm ơn tất cả anh chị, xin chào tất cả mọi người. Lúc nào thì em sẽ tiếp tục phân tích những cái cây mà nhà em có để giới thiệu cho mọi người chúng ta cùng biết và tham khảo được nhiều giống lan đẹp hơn. Và mọi người có thể cùng góp ý với em, vì đôi khi là em vẫn còn rất là nhiều cái thiếu sót và những cái cách làm nó chưa được tốt. Mong tất cả các anh chị và tất cả mọi người thông cảm. Em sẽ rút kinh nghiệm, mong mọi người góp ý. Xin cảm ơn tất cả mọi người, xin chào tất cả các anh chị và hẹn gặp lại vào những video, những cái cây mới và những cái cây đẹp lần sau. Cảm ơn tất cả mọi người, xin chào.